Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tài để quay giới thiệu cho quý vị một cái lô mai cột cờ. Đó, cao cao không nhân quý vị. Đó, này nữa trồng vài năm nữa nó trở thành nguyên cái tầng thông đẹp rồi. Quá xá đẹp luôn. Bây giờ thì thành cột cờ ha. Về vài năm nữa quý vị ơi. Ê, chào em. Rồi, chào anh Tấn, chào quý vị. Hôm nay em có về một số phôi mai vàng tâm cao hết quý vị. Hình thức cụ thể của em là bao xếp toàn quốc nha quý vị. Ồ, bao xếp 200 km nha quý vị. Hôm nay em về có 3 lô tôm cao. Địa chỉ cụ thể của em ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại Zalo của em là 0966111384. Rồi vô lô số 1 luôn Tấn ơi. Lô nào em? Lô bên đây nè anh ơi. Lô này ha. Dạ. Một này cao cũng cỡ 2 m. Lô này có 5 cây ha em. 5 cây anh. 2, 4, 5 cây mé đây nha quý vị. Này cao cũng cỡ 27, 28 anh. Cây này rồi. 3 mét anh ơi. Ước lượng vậy nha quý vị. Trên lại cây này chắc khoảng hơn 3 mét ha. Dạ. 5 cây bên đây. Đó quý vị, 5 cây bên đây ha. Đó, 5 cây đó đó. Đó. Rồi mình vô hoành từng em ha. Dạ. Rồi em này đi. Rồi em này hoành. Hoành 38 anh ơi. 38. Rồi cũng quay đế cho quý vị luôn đi ha. Đó, cố gắng lắc xây cho quý vị xem ha. Nhìn đế em nó ha. Rồi cái tiếp theo bên đây. Hoành 36 anh ơi. Này 36 hoành. Rồi đế nè quý vị. Này có cộng cắm dưới đây hả quý vị? 2 cộng luôn á. 2 cộng. Rồi cây tiếp theo này hoành 35 anh ơi. 35. Rồi để nào quý vị. Đây ha, hoành đây luôn ha. Rồi cây số 4. Rồi mã số 4 dưới rồi. Hoành 35 luôn anh ơi. 36 yếu 35. 35. Rồi để đâu quý vị. Này cao khoảng 3m2 đâu lại nha quý vị, bỏ thay cho tới 2m thôi quý vị. Rồi, 2m có hơn ha. Đây luôn ha. Bình 31 bên đây. Rồi 31. Rồi đế cũng khá khá không ha. Lô này đế cũng khá khá không ha. Quý vị. Rồi, năm em này ha. Này cỡ 2m3 lên không nha anh Tấn. Rồi năm em này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ năm em này em giao lưu giá 12 triệu anh. Rồi 12 triệu bao ship là 200 anh ơi. 200 ha, còn lô 2 là ở ngoài đây hả trong em? Anh rồi lâu này 10 cây. Dạ. Này, kiếm cái cao nhất ha. Rồi cái cao nhất đi. Cao nhất là em đó. 1 mét này tầm khoảng 4 mét mấy anh ơi. Rồi này khoảng 4 mét rưỡi rồi ha. Rồi cây thấp nhất của nó đây có 2 cây à. Cây thấp nhất cái đó thì nó tầm 2 mét 2 ha. Còn nhiêu loại là 3 mét không anh ơi? Thằng lên không ha. Dạ. Cao không 10 cây ha. Dạ 10 cây anh ơi. Rồi mình vô hoành từng cây nha quý vị. Đây cây số 1 luôn. Cây số 1 của lô 2. Đây anh quên đây mới thấy gọi được không. Rồi 37 anh ơi. 37. Rồi cây số 1 lô 2. Rồi cây tiếp tục. Cây số 2 của lô 2. Hoành 31. 31. Cây số 3. Hoành 35. 35. Cây số 4. Bốn nhiêu đây? Ba mấy? 32. Cây số 5. 27 anh ơi. Rồi, cây số 6. 28. 28. Cây số 7.
26. 56. Cây số 8. 27. Đấy, 27. Rồi. Cây số 9. Như đây. Gần 29. Tính 28 thôi. Rồi, cây số 10. 10 33. 33. Đó, 10 cây này. À, 10 cây ha. Nói gì? Rồi, hết nó 10 cây ha. Rồi mình kéo lên cái gì xem chiều cao nó lận được nữa ha. Rồi, 10 cây này mình giao lưu nhiêu đây em? 10 cây này giao lưu giá 12 triệu luôn anh ta. Rồi, 12 triệu luôn. 200 km anh Tuấn à. Ship là 200 km luôn. Đó. Rồi, mình vào phía trong luôn ha. Phía trong này thì cũng 10 cây luôn ha em. Dạ. Này lấy cái tông cao nhất của nó đây đi anh. À, cây cao nhất trong đó thì tầm hơn 4 mét anh ơi, hơn 4 mét ha, tính 4 mét ha. Dạ, còn thấp nhất của nó, cây thấp nhất chắc kế bên em rồi ha. Đây đó anh kia, đây đi anh ơi, cây đó ha cũng chênh lệch nhau à. Này cũng khoảng là 2 mét mấy anh ơi, 2m7 rồi ha. Dạ. Đó, chiều cao này đó. Hôm nay mà chừng nữa mình tạo tay cành lại thành cái tàng thông là đẹp lắm đó quý vị, quá xá luôn ha. Đó. Rồi, 10 em nó nè. À. Rồi mình vô quanh từng em ha. Rồi, này lô 3 nha. Lô 3. Này cái số 1 rồi quý vị. Cái đầu tiên của lô nè. 29. 9 ha. Có một đế cũng lạ lạ ha. Rồi, cây này nhiêu anh? Rồi cái này 20 đúng em. Đế cũng lạ lạ luôn ha. Còn cái này đó làm sao? Này ha. Đó ha. Này sông hụ. 2 cây. 2 cây. Đó từng cây đi. Này hoành 24 anh ơi. Rồi, 24 em bên đây chống cỡ 23. 3 hồng. Nè anh coi. Đây 22 em ơi. 22. Rồi em số 3 nha quý vị, em số 4 nè. Số 4 của lô 3 ha. Rồi 24. 24 ha. Em này em số 5 ha của lô 3 nha. 25. Đó. Em này em số 6 ha của lô 3 ha. 28. Rồi hoành 28. Này em này số số 7 của lô 3 ha. Cái này số 6, này số 7 nè. Này số 7 nè. Né cái cổ. Rồi 28 hoành ha. Cái này à. Rồi em này là 2 cây. 2 cây cho cây bự đi. Cây bự bên kia nhiêu cứ báo ha. Cây bự bên đây là 31, yếu tính 30. Rồi 30 đi ha. Này em nhỏ bên đây. 22 vành ha. Cây này cây số 9 của lô 3 nè quý vị. Nhiêu anh? 26 em. Cây cây số 10 ha. Số 10 của lô 33 anh ơi. 3 ha. 33 vành. Đây 10 cây ha. 10 cây ha. Rồi 10 cây này mình giao lưu nhiêu đây em? 10 cây này giao lưu với giá là 11 triệu anh ơi, 5 tấm. 11 triệu. Rồi 11 triệu ha. Dạ. Rồi, clip hôm nay mình giới thiệu có 3 lô thôi ha thầy. Dạ 3 lô anh ơi. Rồi, có 3 lô thôi những vậy, thôi quý vị xem mặt đế mấy anh đây ha. Đó. Này có lô 3 ha. Lô 2 nãy nè. Đó, vậy xem lại lô 2 bên đây nữa ha. Nãy mình đi mặt ngoài. Giờ vậy xem lại mặt trong cái ha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích lô nào hoặc là thích luôn ba lô, chốt luôn ba lô thì cứ alo nhanh nhanh nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị tiếp sau. Rồi, quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký, bấm cái ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị tiếp sau nhé. Chụp hàng nào anh? Chụp.